Vâng, chào cả nhà. Chúng ta lại bắt đầu phân tích một chút về Euro ngày hôm nay. Euro bảng Anh, chúng ta bắt đầu đi vào bắt đầu Anh này. Như mọi người đã biết thì trong thời điểm gần hiện tại thì đồng bảng Anh và đồng Euro đang chịu cái áp lực như là một số các cái biến thiên của đồng USD. USD gây ảnh hưởng rất nhiều với bảng Anh. Thì hôm nay vốn đầu tư.com có mời anh chuyên gia FD Giang cùng với tôi David Học nghiên cứu một số các cái video cũng như là một số các cái phân tích. Thì tôi với anh SD Giang xin chào cả nhà. Vâng, xin chào anh David, xin chào cả nhà. Hiện tại thì chúng tôi đang phân tích về cái đồng bảng Anh lúc này. Chúng ta sẽ loát chỉnh cụ lại. Anh có thấy được trong thời điểm vừa qua cái việc bầu cử cũng như là một số cái khiến cho đồng USD giảm giá và bảng Anh tăng lên, và trong một tuần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trong vòng 8 ngày chúng ta thấy được cả cái mức sideways, chúng ta thấy mức sideways và bắt đầu bảng Anh bắt đầu chịu một cái ảnh hưởng đi lên như thế này. Một cây nến bắt đầu xung lực rất là lớn thông qua ba cây nến li ti và bắt đầu chịu một cái ảnh hưởng lên. Và vừa nãy chúng tôi cũng có đặt một cái lệnh lớn lên, và chúng ta cũng có thể đặt một cái lệnh lên trong lúc này để chúng ta đón chờ một cái sự điều chỉnh lúc này và bảng Anh sẽ lên. Tôi đặt một tốt ở như thế này và TP ở đây. Anh có thể cho thấy rằng tôi có thể cùng anh Giang chia sẻ rằng anh Eddie thấy rằng là lúc này bảng Anh sẽ lên thông qua một cái mô hình của hai cây nến trên, là tôi sẽ thấy được trong phiên Âu trong ngắn hạn thì bảng Anh sẽ lên và lên rất mạnh. Cụ thể tôi sẽ chốt lời ở hai cái lệnh này đi. Tôi sẽ chốt lời cái lệnh Canada. Đây bảng Anh đây ạ, một lót cho Canada đang còn chỉ còn âm 3 đô thôi. Tôi sẽ thấy được trong ngắn hạn bảng Anh nó sẽ lên. Thì đấy, chúng ta đã thấy bắt đầu chúng ta đã ăn được 17 đô rồi, 21 đô rồi, đúng không? Vậy thì anh có thông tin gì, tin tức gì cho cái việc bảng Anh lúc này ạ? Vâng, về tin tức cơ bản các anh chị có thể thấy là bảng Anh lúc này đang không chịu nhiều những tin tức về Euro và bầu cử của Pháp. Thì những cái kinh tế của Anh đang thời gian phục hồi do những cái sửa đổi chính sách sau Brexit. Nên tôi thấy là nước Anh thì sau khi cái đồng bảng Anh sideways như này, nó đã phá cái box, tức là cái khu vực sideways rất là dài sau 3-4 tuần. Thì bây giờ cái xu hướng chính của bảng Anh là sẽ lên. Vâng, tôi nghĩ là như vậy. Ok, trong ngắn hạn và cái lệnh này chúng tôi sẽ xử lý cái vấn đề bảng Anh lên lúc này. Cụ thể là ngay cây nến thứ hai này tôi đã thấy lên, với tuy nhiên cái xung lực rất là yếu, với ADX 14 là xung lực lên rất yếu. Thứ ba nữa là RSI là trong vùng 61 là cũng đang làm một cái kênh mua nhưng không được sự hỗ trợ của ADX. Tuy nhiên thì tôi vẫn tin rằng là ở cái mức của bảng Anh tôi vẫn có thể đạt được 20 đô trong một lot. Và thực tế cho rằng là gì ạ, tìm hiểu toàn bộ tất cả những cái quy trình của bảng Anh trong lúc này thì thiên về kênh xu hướng lên, với sự đấu tranh cũng như là sự hấp dẫn của cái cuộc bầu cử, và đặc biệt là gì ạ, tại cộng đồng EU cho thấy rằng là gì ạ, đồng Euro đang có thể có vẻ như mất giá và người ta đang đổ xô vào đồng bảng Anh. Anh có thấy được cái ý kiến như vậy hay không? Dạ vâng, tôi nghĩ là cũng như vậy ạ. Vậy thì nhà đầu tư đang có xu hướng đổ vào đồng bảng Anh và cái niềm tin Brexit dường như là quên đi, nó lãng quên đi, thì các nhà đầu tư sẽ thấy được là cái mức cản hiện tại ở cái kênh ở các mức thấp trong cái thời gian vừa qua là 1.28, và kỳ vọng của ngày hôm nay tôi sẽ tin rằng là gì ạ, nó sẽ lên trên trên cái 1.29550 và chúng ta xem ở H4. Hiện tại thì giá đã vượt qua cái mức cao nhất trong tháng, đó là 1.29. Vậy thì khi mà giá đã qua thế này rồi thì nó củng cố cho cái xu hướng trong cái việc mà bảng Anh lên, thì anh có cho rằng là trong thời gian tới thì bảng Anh nó sẽ bùng nổ không ạ? Tôi nghĩ là sẽ bùng nổ, bởi vì khi mà phá vỡ một cái thời gian khoảng 5-6 tuần rất dài sideways thì bảng Anh sẽ phải tăng lên rất nhanh và duy trì cái trạng thái sideways ở cái mức độ cao. Ok, vậy thì trong cái thời gian này đúng không ạ, chúng ta xem H1. Chúng ta loát lại Ichimoku để tổng đại. Chúng ta thấy được một số các cái điểm mà
tự tin cho cái việc bảng Anh lên. Thứ nhất là đã phá vỡ một trong những cái đỉnh trong cái tháng vừa qua, đó là tại cái mức là 1.29027. Thì hy vọng rằng là gì ạ, một số chiến lược ngắn hạn cũng như là trung hạn cũng như là dài hạn của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho tất cả mọi người biết được cái vùng mua của bảng Anh trong thời điểm này. Xin được cảm ơn mọi người và chúc mọi người có những cái việc đầu tư an toàn hiệu quả. Mọi chi tiết xin liên hệ vốn đầu tư.com.